Ngày 10 tháng 7 năm 2018, VNPT Technology cùng các đơn vị quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ký hợp đồng thực hiện hai đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về chính phủ điện tử, mã số KC011620. Chương trình nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử, mã số KC011620 là một trong những chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý. Có mục tiêu chính là tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình, nền tảng và các giải pháp kỹ thuật cho phát triển chính phủ điện tử, nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng, phần mềm chuyên dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chính phủ điện tử. Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Tại buổi lễ, đại diện VNPT Technology đã cùng đại diện văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước và đại diện vụ công nghệ cao ký kết hai hợp đồng thực hiện hai đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình KC011620, bao gồm nghiên cứu phát triển máy tính an toàn phục vụ chính phủ điện tử với mục tiêu là làm chủ công nghệ phần cứng, phần mềm, hệ thống camera, đảm bảo yêu cầu xác thực thiết bị, bảo mật dữ liệu đường truyền, bảo vệ dữ liệu lưu trữ tại thiết bị, phát hiện và ngăn chặn được các hành vi tấn công gây hại không mong muốn và nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống camera có tính bảo mật cao với mục tiêu là làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và sản xuất máy tính cá nhân dựa trên kiến trúc tham chiếu của hãng Intel, đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và an toàn thông tin cũng như cấu hình phục vụ cho phát triển chính phủ điện tử. Là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, VNPT Technology đã và đang được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất các thiết bị quan trọng, phục vụ cho hoạt động của chính phủ điện tử tại Việt Nam. Một lần nữa, hai đề tài khoa học và công nghệ nêu trên là cơ hội thuận lợi để VNPT Technology gia tăng sự đóng góp của mình trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới nền quản trị điện tử, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.